Từ đầu năm 2023 đến nay, gần 25.000 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, ít nhất một lần một năm, chiếm khoảng 60% số lượng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, và gần 38.000 người cao tuổi được lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, đạt tỷ lệ 85%. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt cái công tác tư vấn khám chữa bệnh cho người cao tuổi, phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về các cái văn bản chính sách liên quan đến người cao tuổi, chỉ đạo và hướng dẫn cộng tác viên là hướng dẫn cho người cao tuổi, người và gia đình có người cao tuổi kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc, các cái chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp để phòng tránh các cái bệnh mà người cao tuổi thường gặp ngay tại cộng đồng. Hiện tại, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đang tổ chức các đợt chiến dịch truyền thông, lồng ghép, cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi tại các huyện, thành phố, dự kiến hoàn thành vào trong tháng 10 năm 2023.